Hello. Đã ra Satria, đã ra Rider mà không ra Sonic thì quá có lỗi với anh em rồi đúng không? Thì hôm nay Na lại ra video để review về dòng xe Sonic cho các bạn ha các bạn ha. Thì trước khi cập nhật về giá xe Sonic tại cửa hàng xe máy An Thành Phát tại thời điểm hiện tại thì Na cũng cập nhật luôn địa chỉ cửa hàng. Cửa hàng xe máy An Thành Phát nằm tại quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Bạn nào có nhu cầu mua xe có thể liên hệ cho Na theo số 0325333789 để được tư vấn và hỗ trợ. Rồi, dòng xe Sonic tại thời điểm hiện tại hơi lên ha. Giá là 61 triệu các bạn. Đó thì giá cả như vậy cho nên các bạn mua xe thì các bạn chịu khó trả trước cho mình từ 5 triệu trở lên ha. Đối với bạn nào có điều kiện thì Na khuyên các bạn có điều kiện các bạn trả trước càng nhiều càng tốt, có ít mình trả ít, có nhiều mình trả nhiều. Trả nhiều mình càng có lợi, 40% trở lên mình nhận cả về gốc và lãi suất nó sẽ ưu đãi hơn nhiều ha các bạn ha. Thủ tục trả góp thì các bạn đủ 18 tuổi, đủ tháng, đủ ngày, có chứng minh hoặc căn cước công dân. Ngoài chứng minh hoặc căn cước ra thì mình đem theo hộ khẩu hoặc bằng lái, nếu không có hộ khẩu bằng lái, mình có thể thay thế bằng cà vẹt xe chính chủ hoặc là bảo hiểm y tế do công ty cấp ha. Hoặc bạn nào đang góp một ngân hàng nào rồi mà muốn góp xe nữa, ok Na hỗ trợ ha các bạn ha. Các bạn chỉ cần đừng đóng trễ, đem cái biên lai đó theo, Na hỗ trợ cho các bạn được nhiều ngân hàng hơn ha. Rồi, thì Sonic Na báo giá đã bao gồm thuế VAT rồi cho nên các bạn lưu ý những nơi mà báo giá tầm giá Sonic bây giờ hiện tại không bao giờ có giá dưới 60 triệu ha. Các bạn đừng nghe giật tít giá như vậy là nó không có, chưa có thuế lên cộng tùm lum tà la hết cho mình là mình cũng mất công, mình đi rất là mất công ha. Rồi, thì hiện tại các bạn thấy đó bên cạnh Na là hai chiếc màu độ rất là hot, cửa hàng vừa độ ha. Một chiếc là màu trắng bạch mã. Đấy, có ngựa hay gọi là bạch mã đó các bạn. Con này thì đi là bao nổi bật luôn ha các bạn ha. Thì dòng xe Sonic á, thì nhìn chung so với Rider và Sochia thì đây là dòng xe khác của hãng ha. Đầu tiên là nó là của Honda nè. Thứ hai là đầu máy thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ hơi lớn hơn so với cái Rider và Sochia. Và dòng xe này cũng là dòng xe nhập khẩu hoàn toàn cho nên các bạn được bảo hành tại cửa hàng ha các bạn ha. Bánh thì các bạn được độ bánh nhỏ rồi ha, và bánh viền căm nè, đi nó rất là trẻ trung. Cái đĩa này đó các bạn nhìn nè, cũng được độ rồi ha, nhìn rất là nổi bật luôn. Chiếc này mà ra đường á, dân chơi mà đời sao phải nể thôi các bạn đó. Và Honda Sonic tem dập lên màu đen kết hợp trên cái nền trắng rất là lớn như vậy thì nó rất là nổi bật luôn. Bên này các bạn cũng để ý chạy dọc như thế này á thì cái bánh sau cũng được độ bánh căm luôn ha các bạn ha, bánh nhỏ căm đó, nó rất là đẹp. Độ đơn giản xương xương thôi, độ bánh, độ màu đã làm cho em xe này nó khác biệt hoàn toàn so với những cái em xe khác trên đường phố, rồi mình chạy ra đường không ai nhận ra bạn luôn á. Rồi tiếp theo một em màu cam đen phượt bảo đêm nha, cam đen là phượt bảo đêm, cái này là đi phượt bảo đêm đừng phượt bảo ngày nha, nói giỡn vậy thôi chứ các bạn ưng đi đêm ngày gì cũng được á. Đây là một cái logo mà các anh em kỹ thuật tại cửa hàng á lên cho mình thôi. Như các bạn thấy màu cam này á được đột cái mâm đĩa nè, đẹp không các bạn? Cái đĩa này là Na rất là thích luôn á, nhìn nó kiểu cũng hơi hoa hòe nhưng mà nó thích kiểu như vậy á đó. Còn cái cơ bản thì cái màu cam và các cách độ thì các bạn thấy rồi, nó cũng như bên kia thôi, độ Sonic trên nền cam rõ ràng như vậy thì nó độ ấy. Màu này thì dành cho các bạn nào mà thích màu nổi ha. Đó, thích màu nổi. Bên kia thì nó cũng nổi bật nhưng mà các bạn thấy kiểu mà thích những cái tông mà màu chủ đạo đen trắng thôi. Còn bạn nào mà thích màu nổi bật hơn thì sẽ đi với chiếc màu cam này. Ngoài ra cửa hàng còn độ rất là nhiều màu khác nhau nữa. Bạn nào muốn hỗ trợ thêm màu nào nữa thì các bạn cứ gửi mẫu cho Na, Na sẽ hỗ trợ cho các bạn lên màu chỉ 2 ngày thôi, độ phụ kiện cửa hàng lên rạc rạc. Đó, các bạn nào mà muốn mua những cái xe độ màu như thế này, độ phụ kiện như thế này, các bạn chịu khó trả thêm cái chi phí độ màu, độ phụ kiện ha. Còn muốn biết chi tiết về giá cả thì các bạn cứ inbox cho Na 0325333789. À quên nữa, liên hệ cho Na rồi, tới cửa hàng rồi nhớ nói có xem video của Na để được hỗ trợ 500 cho tới 1 triệu ha. Đừng có quên đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Cũng như bạn nào muốn review về cái dòng xe nào nữa cứ comment trực tiếp phía dưới nha. Đừng ngại ngùng gì cả. Alo 0325333789. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.